Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại lớp học với một bài học vẽ về ký họa dáng người bằng bút chì đen. Và với bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái kết quả đạt được sẽ như thế này. Đây là một bài vẽ ký họa dáng người bằng bút chì đen. Trên tinh thần chúng ta vẽ khái quát. Thì cái nội dung của chúng ta cần phải vẽ khái quát hay chúng ta cần vẽ thâm diễn thì đó là do cái mục đích của tùy theo bài học và tùy theo cái nhu cầu của chúng ta cần nghiên cứu khái quát hay chúng ta cần nghiên cứu thâm diễn. Và với chúng ta, bài hôm nay của chúng ta là chúng ta vẽ khái quát. Đồ dùng của chúng ta ngày hôm nay là một quyển sổ, và mình khuyên các bạn mới vẽ chúng ta nên sử dụng các quyển sổ A4 thì khả năng khái quát hình sẽ tốt hơn. Các bạn sử dụng các giấy to. Bút chì, các bạn có thể sử dụng bút chì 8B. Bút chì 8B với một bài phát thảo các bạn có thể sử dụng lực ấn để điều chỉnh được cái độ đậm, nên chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cái bút chì 8B cho nó linh hoạt về nét, cũng như là nó sẽ có các cái sắc độ nó đạt được, nó sẽ tốt nhất. Dao dọc giấy và một cái viên tẩy. Với một bài vẽ ký họa dáng người như thế này, vẫn trên cái tinh thần của bài hôm trước, chúng ta cần phải có cái khái quát từ các cái miếng đầu của người, từ các cái miếng của phần thân trên, từ các cái miếng của phần chân, theo các cái miếng hình. Nhưng với bài ngày hôm nay chúng ta sẽ không sử dụng các cái nét đường thẳng nhiều để chúng ta phát, sau đó chúng ta mới đi vào nét. Và với bài ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sau khi khái quát hình, các bạn phải tham gia vào nét, bắt các cái dáng theo đặc điểm của đối tượng vẽ luôn. Thì để làm được như thế thì chúng ta cần phải có một cái kiến thức hình họa tương đối tốt. Chúng ta áp dụng cái vẽ nét bao chạy theo đặc điểm của đối tượng thì các bạn cần có cái khả năng về gióng, về dọi, cũng như là chúng ta có cái cảm giác tay nó tốt thì các bạn mới làm được cái điều đó. Thì với luyện vào các cái bài tập này thì một lời khuyên cho các bạn là khi các bạn sử dụng để vẽ thì chúng ta cần phải có cái cảm giác tay. Nhiều bạn chúng ta quá lạm dụng vào cái phương pháp đo thì những cái chi tiết nhỏ chúng ta không đo được, mà chúng ta phải cần phải có các cái cảm giác về tay, có các cái nhận định, hay chúng ta gọi là đo bằng mắt, thì từ đó chúng ta sẽ có các cái cảm giác nó tốt để chúng ta có thể nhận định được tỷ lệ, kích thước, hướng nét và cũng như các cái vấn đề về chuyên sâu hơn.